Chính nào có nhà không Chính ơi? Chính nào? Dạ. Như nhà quan chức chủ gì trời? Vậy. Trời ơi. Bị cái giật tường xui vậy? Khỏe không? Tao vẫn vậy, làm gì khỏe không tự hỏi. Qua đây vậy? Qua đây nhớ Chính qua thăm Chính chơi. Khỏi nhớ đi, khỏi nhớ đi. Mỗi lần mày qua là tao biết lý do hết trơn. Khỏi nhớ gì đó đè đi, nắng quá trời nắng rồi. Thì nhà bữa nay nó nấu lẩu mắm. Sao mà tao quan hả? Đâu có đâu. Tao có dư lẩu mắm đâu chưa chứ nha. Không, ý là nói nè. Trời ơi, chủ yếu là qua tính xin Chính mẻ miếng rau về nhà để chút lẩu ăn. Có bao giờ mà có gì ăn không chưa? Chính ơi, qua ăn với em, Chính ơi đem qua cho Chính ăn này kia kia nọ. Tối ngày qua xin không à? Có gì cũng qua xin cho, sao qua chợ, ra chợ mua đại chợ, thì không ra mua thì xin chi. Chợ thì cũng hết bà đó, mà qua Chính xin đỡ đúng tiền. Ý là phải. Ý nói là nhà Chính cũng có dư, Chính đâu có ăn đâu, để làm cái gì? Mày sao biết được đâu không ăn, tao gửi lên con cái tao ăn nữa chứ, không phải tự nhiên tao nuôi tụi bay không đâu. Trời ơi, ích kỷ quá má ơi. Kỷ xin gì? Miếng đi, nhà chồng một đống mà không cho ai ăn chứ. Vậy vừa vừa phải thôi chứ. Xin miếng nha. Đi ra sao, đi ra sao, đi kịp bẻ mà sao á. Đi. Bà học dẫn đi, đi rồi đi bà nội. Cái đôi bên đây không mệt quá thì cho tôi dẫn đi. Nắng nồi mà đi ra ngoài đó thì mày á, tao nghẹn gì mày liệt. Cho xin miếng là bầu quà. Thì bây giờ mày xin gì? Trời ơi, xin miếng ớt, miếng rau đi. Ớt hả? Ớt bên này nè, ớt này nè. Ồ, còn rau, yeah. Rau là bên này, ớt bên này, nè ớt, cái ớt là đó. Nhà vừa đắt rộng rãi ghê nghe. Trời ơi, nhà này mà chừng nữa mà. Ê, chừng như chừng nữa. Ớt đây, tao không ở, tao bán bơ bớt miếng đất đi trời. Ở dưới tao để con phủ cải, con tao lửa lớn lên, còn trồng vườn tuột tự nhiên bán. Ớt mày nói chuyện có duyên quá. Còn rau đâu? Ớt rồi rau bên kia kìa, trong đó có mớ nhãn lồng chai, trái ngon lắm á. Con nhãn lồng ăn uống gì dở lắm. Trời đất ơi. Ăn mát mẹ. Nó nghe nè. Vậy cho xin miếng nước uống được không, cái nước quá trời. Mày còn gì để xin nữa không liệu? Mày cứ qua nhà tao là cái gì cũng xin hết trơn, sao nãy không uống nước ở nhà đi. Rồi xin miếng nước đi má. Thôi ăn nhiều bẻ nhiều đi, tao vô tao lấy nước nè, mệt quá. Rồi ok. Biết rồi thôi. Bả chợ ớt rồi mà thánh thần đụng rồi mà ớt dữ gì ta. Bả chợ ớt luôn nè. Kiến cắn quá vậy ta. Mà ớt đâu mà nhiều dữ, thằng ngôn cũng biết. Quá trời ớt luôn. Ôi ớt mà nhiều. Phan. Bẻ cái này nó lâu quá trời lâu rồi. Thì nào bẻ hết khu này trời. Chỉ cho lẹ đi. Khỏi phải bẻ cho nó mệt. Em bé rau rồi Chính ơi. Wow. Nè, nước tới nè, có cái hộp nhỏ nè, để đựng ớt đi nè. Cảm ơn nha. Thằng đi giùm em cái. Trời ơi, này. Cái gì vậy? Hả? Trời đất ơi, mày xin mấy trái ớt, mày hái gì dữ gì liệu? Vậy? Mày nói mày xin tao mấy trái, mày hái có nửa cái ớt của người ta luôn á. Hồi nãy Chính kêu em ăn nhiều, hái nhiều. Thì ăn thì hái thôi. Có nhiều đâu. Trời ơi, cái gì vậy? Mày ăn mấy nồi lẩu? Một nồi. Một đồ lẩu mày hái cho nửa cái vườn rau của tao. Không có này gì đây, để tôi lạnh rồi mốt ăn tiếp. Ôi mày tính tới chuyện đó luôn. Rau tao trồng mấy tháng trời mới lên được vậy rồi mày gạo hết trơn rồi. Chính chồng Chính cũng có ăn để nó già hết chứ làm cái gì. Ai nói mày thấu mà. Thì đón đại nó vậy đó. Trời đất, cô tôi cũng gửi lên cho con tao nói trời. Có mấy miếng rau mà khó khăn, khó ưa, khó ăn, khó ở gì trời. Thôi mấy miếng. Phải chi mày lấy một miếng thì tao không nói, còn này mày. Thôi mệt quá đi, đóng rau luôn nè. Thôi. Ít kỷ cái hàng xóm nha, mà ít kỷ đến tối nó sẽ về. Ủa, cái gì đây? Mệt rồi. Cái gì?
vậy? Cây ớt ở đâu đây? Thì em mới chặt. Trời đất ơi, mày hái ớt đã đành rồi mày chặt luôn kia ớt. Ai như mày vậy? Liễu liễu. Trên đời này có ai như mày không liễu? Trồng ớt thì trồng cái bờ bự đi, trồng mấy ớt nhỏ khơ lâu hái lâu gần chết luôn. Ớt ớt hái lâu hơn chặt chỗ lẻ. Trời ơi. Tao lại mày luôn liễu ơi, ghét còn cái vườn của tao. Mày gạo sạch nhách tôi không còn cái gì luôn á liễu. Thì hàng xóm với nhau không ăn chi ăn ít đi. Có ai miếng ăn là miếng tồi tàn thiệt, bởi vậy thiệt. Tồi tàn cái gì cái thiệt hết. Phải chi mày ăn đúng như người ta đi. Mày ăn gì đâu mà hàm hồ không giỏi, bao nhiêu cây đó mày thấy hết luôn cho rồi. Nói nghe nè, cho xin cái mía nha. Biết được cái gì mà cũng ăn được. Mệt quá trời mệt. Xin có một miếng thôi mà là khó khăn. Cái gì nữa đây? Hả? Cái gì vậy? Thì cái mía cái gì? Ủa mày hỏi tao nào? Thì mới xin cái mía đó. Tao có trả lời đâu, tao có cho đâu mà tự nhiên mày chặt luôn rồi vậy? Thì ai biết, tao thấy bà im lặng rồi, bà im lặng đồng ý gì nữa. Trời ơi, ở đâu ra cái quy luật đó vậy trời? Ở đâu ra cái thể lệ đó vậy hả? Thì im ai lặng biết là đồng ý. Để ăn mía làm nó mới trồng, nó chưa có lên hết tọt nữa, nó chưa có lên hết cái lốn nữa kìa. Một hàng nó ăn làm gì, nó có chết có mang theo được đâu. Ôi là trời, tao trồng nữa, tao gửi lên cho con tao, nó thèm mía gần chết luôn, con gái tao nó có bầu hết trơn. Liễu ơi, là Liễu. Cho miếng đi, có mà ai xin có một miếng mà làm mày khó khăn quá, chữ lời dưới xuống hoài. Thì có cái gì đâu mà khó khăn mày, tao mà khó khăn mày, tao không có cho mày vô, mày hái ớt tao. Còn cái mà, gì vậy? Hả? Cái gì nữa vậy? Bé cà nè. Trời ơi, cái gì vậy Liễu? Cà tím đang nhóc chân nè. Ê cái vườn tao còn gì vậy? Còn gì mày hái không đủ mày leo lên mày hái luôn cho rồi. Ê cái chuối nào lớn nói tôi nha. Xin miếng này về ra làm đổi. Nó nghe nè mày. Khó khăn xin có miếng. Khó khăn khó ăn khó ở quá không mốt mà. Có năn nỉ có quỳ có lại có lục, tôi không qua đâu xin nhà bà nó thiệt với bà luôn á thiệt. Thiệt mốt có năn nỉ con này qua không bao giờ qua xin nhà bà. Ủa chắc tao lại mày. Tao lại mày đừng qua xin thì có liệu. Thiệt mốt không có nói chuyện với bà nữa. Hàng xóm nhau không mà có hai cây mía như vậy chứ ớt không mà làm khó khăn với người ta. Bởi đó thì mới mốt con người bà ha. Nửa đi một chúng gió chúng quả chết cũng đừng bao giờ kêu con này qua nhà bà. Đổ gió cho bà rồi, nha. Ai ngang ngụm như mày vậy? Bà im mau nó xoay mía cho họng bao giờ được không? Trời ơi. Hàng xóm. Ê từ gà về sao đừng qua nhà tao nữa nha. Năng nỉ con nhầm qua đó má. Ủa con người gì mà ngang ngược? Ngang ngược gì ngang ngược? Xin mày thử mày ra đường coi coi. Mày thử mày hỏi người ta coi. Mày hai qua đường mày hái, mày ra đường mày hái qua nhà người ta mày hái bao nhiêu rau, bao nhiêu ớt đó rồi mày còn trốn cây của người ta nữa. Rồi mày bây giờ nói mày ngang ngược không nói mày không chịu. Ba cái này nhầm nhờ gì, chồng mà chợ nhóc chân, cầm tiền chút xíu mua nhóc chân. Vậy sao không giỏi cầm chợ mua cầm tiền qua không chợ đi. Không chết nó xin được không? Ở hàng xóm nhau không mà khó ăn khó ở quá à. Mốt bà qua nhà tôi mà xin gì tao cho ăn gì với mày, tao cho mày, mày siêu mày khát nước rồi tao còn vô tao lấy nước cho mày uống nữa. Thì mày mốt ai giùm chứ tao. Được rồi mẹ ơi. Mày qua nhà mẹ sáu thôi qua được chuyện tao không? Thì mày mốt mẹ qua mày xin gì cũng cho lại cái đó. Ok chưa? Ôi sạc kê chưa? Ok. Vậy nha. Banh hết trơn vườn rau rồi. Năn nỉ qua nhà tôi hôm qua đó má. Chị Chính à? Mày cho mấy cái ớt thì Chính. Còn gì đâu mà cho. Ủa sao vậy? Kẹn quỷ đó đang ăn hết rồi. Trời ơi. Cái gì bà mày bưng cái ớt của ta như liệu. Thì bây giờ ớt để nhiều để làm gì? Bẻ thằng trái lâu chết luôn. Bứt có miếng mà chửi tôi không sụm. Nhưng mà thấy không? Bà ngủa xả tôi. Ở sớm nhau không vậy? Không biết cái vườn rau tôi nó trồng cho thằng Nghĩa nó ăn hả? Rồi gấp đầu coi kìa. Gáo trơn rồi sạch nhách luôn rau. Bà bẻ từng trái bà chặt nguyên cái ớt anh em về nhà bà chồng luôn hay gì bà nội. Để bà chồng cũng được vậy. Trời ơi. Vậy thôi cho chị vài trái đi về bữa chồng xong. Cho cùi lôi với má. Người bà nó ghẻ luôn. Nó ngang ngột chơi không? Cái sở này mấy bố tao làm hàng gào tôi tưởng cho vô thì chứ tự nhiên neo trong nhà tao xin đá rồi trời. Ơi rồi sao bà cho nó chi vậy? Cho tụi nó lấy mấy trái. Trời ơi con mẹ nó tự nhiên vậy đó. Ngang ngược dễ sợ con chửi tôi nữa. Đòi lấy cái mía thọc mặt tôi nữa. Rồi còn trái nào không? Còn đâu còn. Nó quốc sạch hết trơn rồi. Dạ không còn cái ớt nào chưa? Không còn cái nào chưa? Con này nó ngang ngược lắm. Tao sợ con Liễu quá trời sợ rồi. Trời đi đi bà ơi, dặn cái gì mà dặn. Tôi kể tình bà đứa qua chứ không có qua đâu nha. Chị em trong nhà có mà hay dặn không? Ủa nhà tôi làm gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Chị em trong nhà không à. Hở của ba đứa mình chơi, hở cái dặn. Ơi, dặn gì nữa ích kỷ mà dặn gì? Ích kỷ mà biết cái tánh con Liễu gì rồi. Nó hả nó hôi của gì vậy chứ. Ê, để nghe nè. Nó xin gì đâu chứ nó có đâu. Dặn mấy cái ớt không mình trời ơi, để làm gì nữa thì nó héo hết trơn. Tao mà ích kỷ là tao không có cho đâu, hay đừng nói vậy. Thôi đi, chị em chơi với nhau, em vô nhà chơi đi. Thôi, không có vô đâu.
Trời thôi mà, để tình mình xấu đi. Thì thôi đi, coi như là em bậy đi, bậy với chị đi. Đó đi chưa. Xin lỗi chị đi. Xuống nước xin lỗi kìa. Mới sáng nói đang được vậy đi. Người lấy thôi em lỡ, em ham vui quá em bè, em đốn cây luôn. Em chừa cái lấy góc cho nó một cái con cái bụng. Ừ, nó cũng chừa cái góc mà, nó mê thôi hà. Nó thấy người ta có gì nó mê thôi à. Ừ. Chỗ trộm sao thôi nhau. Thôi mà bút bà xin gì nó cho lại bà đó. Ok chưa, ok chưa. Chứ không lẽ giờ tao xin mà mày không cho nữa, tao không biết sao mày sống đây luôn. Ok bà luôn. Bắt tay làm quà lành đi bộ. Rồi ơi. Bà nghe, nhưng mà đi bà ơi. Ủa cái gì đỏ đỏ vậy nè. Quay. Cái gì vậy má? Cái gì? Trời ơi mày làm gì vậy? Cái sơ ghi hay gì mẹ? Cái sơ ghi. Cái sơ ghi. Tao nói chơi mặn đâu mà làm gì vậy? Cái sơ ghi đã quá ha. Cho chị mấy chai quá trời. Cho gì. Trời ơi. Dạ. Cái sơ ghi người ta đang ra trái ngon lành với bà mới là bức gì? Nó chín rồi nè, thì hái ăn đi. Cho chị. Cái sơ ghi người ta chua lắm, ăn không được nha. Tao đang lạc miệng, tao thèm chua nè. Không có. À không được. Trời ơi, ai cho rảnh đâu cho, chị sẽ ghi thật như trứng hứng như hoa. Trời tao nhắm mẻ ăn cho bà rảnh quá ha. Chồng chị. Mới thì nó nói luôn. Mới rồi vậy chị em chồng sớm xin nhau cho mà tự nhiên giờ bà xin có trái cây. Cái vấn đề ở đây là tôi qua nhà bà tôi xin rau đúng không? Bà mốt bà qua tôi cho bà rau chứ CV không liên quan đến rau, hai từ nó khác nhau lắm. Ủa nhà mày có trồng rau đâu thì tôi trồng qua xin. Ở lúc có tôi đợi tôi thiên thu à. Trái đỏ cây chưa thánh thần thủ gió rồi chị nói nghe nè, cho đi để gụng cũng vậy còn không gì má ăn cũng vậy gụng kìa gụng kìa lự chứ lự thà gụng chứ không có cho mấy má trời ơi gánh không cho. Nó nghe bà thấy không, cái tính nó bày vậy đó bà thấy không? Bà thấy thôi, về đi. Không có hàng xóm chị em bị nhau nữa trơn á, về đi. Bà không ai rảnh đâu mà cho mấy má đó. Tôi nể tình bà tôi qua rồi rút cuộc bà thấy không? Chị liệu em làm chị kỳ thôi vậy. Không biết đâu kỳ chỗ nào, chùi chỗ đó. Chị em láng giềng không mà có trái sơ ghi. Về. Tôi về tôi làm hàng rào từ nay về sau ha, xin mời đừng có qua nha. Thiệt đó. Chị đi. Không có dám tiếp không, có dám tiếp đâu nha. Quá trời cái nết. Bà đi về không? Biết người ta không biết nói gì mày luôn liệu. Khỏi nói đi má. Cho cái sơ ghi. Ê, mụ chanh. Tôi đem con chó ra canh nghe thì đi cho cái gà nó đi nó nhỏ thôi, cái gì nhỏ không cái cho thì mình ăn cắp cái này nhỏ mà 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 cái này nhỏ m